Vẻ mập đó. Em biết ước mơ của anh là gì không? Dạ không. Là thành Iron Man. Ước mơ của anh là gì? Ước mơ của em là được gặp Iron Man một lần. Anh là Iron Man à? Em à, anh muốn nói với em rằng anh sống bên em trọn đời như núi trưa rong đứng bên mặt trời. Người mặt trời sáng với ngọn núi. Thế là xu thế mang tầm cỡ quốc tế của các cấp bậc vai vế. Đừng thêm dễ vui. Thế là thứ như con dế, không phải nhan sắc hạn chế mà vì mình quá tinh tế. Đừng thêm vì thôi.